những cái phát đồ hay mình giữ lại bình thường, những cái các bạn nó dùng nhiều sách thì thấy rằng cái cuốn sách mà màu vàng của thầy ấy, cái màu vàng của nhà sư Đà Nẵng ấy, biết sao có những bài của thầy là hay nhất, vì thầy tính thì kỹ thì ghi chính xác, còn rồi nhiều khi việc này nhìn lộn ra việc kia, nhiều khi nhìn nó cũng không đúng đó, hiểu không? Thì tất nhiên là chất lượng kém hơn. Thì sao anh em tự phát hiện là cái cuốn sách của thầy ấy, là hay nhất, những phát đồ thì ghi cái màu vàng là hay nhất. Thì tất cả sao là học trò có thể đem tắt bớt gì chút đỉnh lên nó ra một đống có nhiều hơn. Nhưng mà trong cái ông nan của thầy cũng màu vàng, cái màu vàng cuốn sách màu vàng các bạn có là không? Màu vàng bạn có cái cuốn là lâu đời nhất, cuốn này thầy nói thì dưới một tuần lễ, bạn tưởng tượng nổi không? Cũng khiếp không? Bạn tưởng tượng giống như những nhỏ này, tất nhiên là thầy sau đó thầy đọc tới đọc lui thầy chứng chỉnh thì sửa lại cũng mất cũng khoảng 6 tháng. Nhưng mà viết xong á, sơ thảo là một tuần. Anh có thấy video không? Tương quan sắp xếp này lý thuyết rồi những người hôm nay thì tỉnh tâm làm ăn không á? Hồi đó là khoảng năm 12 84 mình thì khoảng 82 thì viết 81 thì có 82, 83 đúng không? Thế thì tới ra kêu mấy đứa con đi chơi ở bà xã dẫn đi đâu tắm biển đi để thầy ở nhà mình. Thì sáng sớm mà gia đình đi chơi biển rồi lúc tụi nó còn nhỏ, tụi nó còn nhỏ xíu, thầy ở nhà thì có cái bàn nhà ở cái nhà nó cho anh càng dài lắm nè, rồi thầy lấy mấy cái phiếu mà thầy đã tìm được quyền á, mình tắt dài đầu tiên thầy mới viết cái một lúc trước sau thầy viết từng đoạn nha. Không đắp luôn, không biết chứ, không biết, nó đại ngay vậy. Ra tới bây giờ không có sửa đổi gì cả. Nếu thêm chút đỉnh là những cái việc ở những nói dụng cụ thì chút đỉnh là mà tới giờ bọn tay này không? Nhất là tay này. Nếu dạy nó như kinh ngạc luôn. Của ngày mình giá trị nhất. Vì viết cả nhiều lý thuyết lắm. Trong đó có phản chiếu về kinh lạc của Trung Quốc. Nó riêng luôn. Cuốn này là nền tảng rồi sau cuốn này thì có cuốn mà cái này cuốn này cuốn thứ nhì là nói về đồ hình, cuốn này phải là bạn bạn có mua không? Đây là thầy nói cuốn này hay nè, đây nè cuốn này ba cuốn này hay lắm, căn bản nè mấy em căn bản á sơn quẩn trong lưu nguyện là cuốn nơi rồi không phân lưu nguyện, không ai phân lưu nguyện bài bản á chỗ nào một á đó. À, mấy cuốn này giá trị và căn bản của mình mà không biết. Thế nhiều khi bạn kiếm mấy cuốn kia là không phải là căn bản, mấy cuốn kia là chỉ phần thực hành thôi. Cái này mới gốc này, hiểu chưa? Nó có người đâu cuốn này. Đưa cuốn chính giữa, cuốn ngồi thanh dương. Cuốn này cuốn thứ gì sao đi cuốn một ca? Ở cuốn này gồm những cái gì? Nó gồm này nè. Có lý thuyết nhân quyền nữa. Nói chung sách thì không có nhiều nhưng mà viết rất cô động. Bác sĩ Thảo đã đọc cái cuốn màu cam này đó hơn 200 lần. Chứ nhiều khi bạn lợi thấy sách làm gì vậy là mua. Cảm thấy sách là sách phụ thôi. Cái này mới là chính. Cuốn này sách để dành đọc lại, đọc tới, đọc lưu, đọc tới lưu nào. Bác sĩ Thảo là học cái này mười mấy năm, mấy hai chục năm mà tao đọc tới hơn 200 lần. Nó có phải sách tiểu thuyết gì đâu mà đọc lẹ. Cái đọc ở đâu không ngắm đâu không hiểu đâu. Cái gì cái đồ không hiểu. Đọc lâu dần hiểu ra từ từ. Cuốn màu cam, màu đỏ mà bạn thấy ABC đó là một phần của cuốn này thôi. Chỉ là một phần mà điều nó viết chi tiết hơn thôi. Một phần của cuốn màu cam này. Chỉ không hết, cuốn màu cam nó nhiều lắm, nhiều thứ. Để bạn hiểu là không phải cuốn ở ABC là chẳng qua là thầy viết tiếng Pháp rồi sao mà dịch lại. Như vậy bạn mua bên anh ấy rồi, bạn mua đó. Tiếng ở đó viết rõ hơn vậy thôi. Thành ra các bạn đã nhớ là giống như mình đi vào phố nè, hay là đi vô siêu thị đó. Mình không có biết cái món nào tốt, nó là xấu rồi đi. Bị do mình không có hướng dẫn cho nên mình mua trúng cái đồ xấu. Mình không biết đâu.
phải không? Có ai hướng dẫn mình không biết đâu.